Xin chào quý cô bác, bà con và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ món bún bò Huế gửi đến cho quý cô bác và các bạn xem cho vui nha. Thì hôm nay á là mình mua bắp bò ở chợ Việt Nam, rồi xương heo. Đó, mua tất cả là 6 cái bắp bò, rồi khoảng 4-5 dĩ xương heo gì đó. Để mình về, mình hầm, mình lấy nước cho nó ngọt về xương heo. Rồi mình mua sả, rồi ngò, hành, rồi bắp cải. Ở nhà mình á, thì có rất là nhiều rau thơm và xà lách rồi, cho nên mình không mua hôm nay. Đây là tiết heo. Đó, tiết heo thì một hộp như vậy, khoảng 3 đô 99 sen một hộp, tức là 4 đô đó các bạn, khoảng hơn 80 ngàn tiền Việt Nam một hộp. Đó, mình mua 6 hộp tất cả hả? Đó, 6 hộp rồi đó các bạn. Thì mình sẽ kéo xe đi lòng vòng ở trong chợ, mình sẽ mua bún, rồi mua tôm, rồi mua tất cả những gia vị thiếu khác nữa. Bây giờ tôm nè, đó, tôm thì mình mua 1 pound thì khoảng nửa ký đó các bạn, khoảng 7 đô la. Đó, tôm ở đây thì người ta bán đông đá. Rồi, mình đã về tới nhà rồi đó các bạn. Bây giờ là trải thịt bò ra, trải xương heo ra, chuẩn bị tất cả những đồ cần thiết để mình làm cho món bún hôm nay nha các bạn. Bây giờ thì mình chuẩn bị một nồi nước để mình ngâm bún. Loại bún này thì ăn rất là ngon nha các bạn. Có hình 3 lát chanh với 2 con tôm đó. Hiệu này rất là ngon, ăn rất là dẻo. Nếu mình mua sai hiệu khác, cái là mình luộc lên cái cọng bún nó bở bở. Thì mình ngâm nước như vậy khoảng 2 đến 3 tiếng sau đó rồi mình mới luộc. Thì trong cái thời gian mà mình hầm bắp bò hoặc là mình nấu nồi nước súp thì xong hết rồi, chuẩn bị gần ăn rồi mình mới luộc bún. Bún mình ngâm nước nóng đó, mình luộc nó sẽ nhanh. Đó, rồi mình sẽ đổ đầy nước vô, mình ngâm nước hơi nóng nóng nha các bạn. Thì mình để qua một bên, bây giờ mình sẽ ướp thịt. Đó, chuẩn bị nè, hành tím nè, hành tây, rồi hành lá, rồi sả nữa nè. Đó, mình không có dùng tỏi cho món bún hôm nay nha, rất là ngon đó. Thì bây giờ bắp bò rất là tươi, mình sẽ ướp vào trong này. Đầu tiên là mình sẽ ướp sả trước nha các bạn. Đó, mình xem mình ướp mấy muỗng sả hôm nay nè. 2 muỗng rồi. 3 muỗng. 3 muỗng sả cho mấy 6 cái bắp bò. Rồi mình sẽ bỏ thêm hành tây, rồi hành lá, hành tím, gốc hành trắng mình cũng băm vào đây luôn. Thì mình ướp như vậy á, chút xíu nữa mình sẽ trộn đều lên. Đó. Đó, mình sẽ hút chừa lại chút xíu để mình phi dầu đó các bạn. Thì mình trộn cho đều lên tất cả những gia vị ở trong. Mình thấy hơi thiếu một chút xíu sả thì mình cho thêm nha các bạn. Rồi, kế tiếp là mình ướp nước mắm. Nước mắm thì mình ướp khoảng 15 muỗng canh cho 6 cái bắp bò như thế này. Thì cứ mình rảy ra một cái như vậy thì mình tính một muỗng canh đó nha các bạn. Thì mình cũng ướp quen tay rồi, mình ăn không có quá mặn mà cũng không có quá lạt nha. Ở đây là ớt, ớt bột để làm kim chi. Cái loại ớt này mình ướp vào thịt bắp bò mình nấu lên rất là ngon, thơm lắm. Thì thơm hơn cả ớt sa tế mà bán ở trong hũ nữa đó các bạn. Thì mình ướp khoảng 4 muỗng canh vơi vơi như thế này. Đó, không có đầy lắm nha. Ớt này rất là thích cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ nấu lên ăn, mấy đứa nhỏ cảm thấy thơm mà không có cay. Đó, thì mình dùng cho cả gia đình đều ăn được. Rồi kế tiếp mình sẽ bỏ đường phèn. Thì mình dùng khoảng 1 muỗng canh đường phèn. Đó các bạn. Thì mình bỏ như vậy á, chút nữa mình nấu cái bắp bò này lên nó thấm cái vị đường phèn vào, nó làm cho cái bắp bò mình rất là ngon. Đó. Rồi kế tiếp mình sẽ ướp bột nêm. Bột nêm thì mình sẽ cho 5 muỗng canh bột nêm vô trong này nha các bạn. Thì mỗi gia đình mình ướp, mình nấu ăn mình biết mà, mình ướp mình cứ ướp chừng cái vị của gia đình mình nha. Đó, mình thì mình nấu theo cách của nhà mình. Rồi 5 muỗng canh đã xong. Đó, rồi mình sẽ cho vào trong này ít tiêu. Đó, chút xíu thôi, tại sợ nhà mấy đứa nhỏ nó ăn cay á, cho chút xíu thôi ha. Mắm ruốc nè các bạn. Lúc nào làm thịt bắp bò thì mình cũng phải bỏ mắm ruốc. Thì mình dùng khoảng 1 teaspoon mắm ruốc nha các bạn. Cái muỗng cà phê này là cái muỗng mình dùng để ăn cơm thường ngày đó.
Đó, một muỗng cà phê là đủ cho 6 cái bắp bò này rồi. Rồi mình sẽ dùng nửa muỗng canh muối nữa. Khi mình ướp bắp bò mình cho chút xíu muối, nửa muỗng canh thì cái vị của nó ra ăn rất là ngon. Nếu không có muối ấy, thì nó không có đậm đà lắm. Đó, thì mình đã ướp xong tất cả những gia vị rồi. Còn thiếu một gia vị nữa là gói gia vị để làm bún bò Huế. Thì trước đó mình sẽ cho một ít dầu, khoảng nửa cup dầu ăn nha các bạn. Để khi mình ướp như vậy làm cho cái thịt bắp bò của mình nó mềm mại lên. Đó. Mình đã ướp thêm vào trong thịt bò bắp này khoảng 3 muỗng canh đường cát nha các bạn. Vậy cần thiết rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ cho một gói gia vị bún bò Huế nha các bạn. Rồi mình sẽ đổ vào đây nha. Một gói để mình cho mình lượng coi thử mình có đổ hết một gói không. Chắc hết thôi các bạn, tại nhiều thịt đó. Thôi chừa lại chút xíu đi ha. Hấp dẫn nha. Rồi bây giờ sẽ bỏ lên cái nồi này, xào tàu vô nè. Rồi đây sả, đây hành tím, hành tây, đây là sả này các bạn, sả xay nhuyễn ra ha, có chút hành tím ở trong nữa, đây là hành lá, rồi hành tây đó, hành tím nữa. Rồi bây giờ cái chảo này nóng chưa, nóng chưa, nóng là mình sẽ đổ sả vô nha, khoảng một muỗng sả thôi, để một ít lại để chút xíu mình xào giò heo nữa. Đó, bỏ sả vô trước. Thêm muỗng nữa đi. Ok, mình đã sả đi ha. Rồi, mình sẽ đổ nửa tô này vô. Cái tô này cũng nhiều lắm á. Hành, hành lá, hành tây, hành tím. Đó. Ok, chừa lại một ít để xào giò heo. Rồi, luôn chưa lại tí. Đó. Bây giờ mình sẽ làm cho nó vàng lên, hấp dẫn cho các bạn, thơm lắm đó. Vàng lên xong mình bỏ thịt bắp bò mình đã ướp nè, bỏ vô, mình bỏ thịt bắp bò vô rồi mình hầm cho nó mềm ra rồi nó thấm những gia vị, hấp dẫn không? Nhiều một tí cho nên nó nhiều hành chút xíu nên mình xào hơi lâu lâu thì nó mới vàng nha các bạn, nhưng mà mình phải canh canh cái thôi là nó chắc nhìn đã chứ. Rồi, bây giờ mình sẽ đổ bắp bò vô một tay, mình sẽ đổ bắp bò vô nha các bạn, qua xuống nồi cho đấy. Xong rồi mình sẽ trộn đều lên nha, bắp bò ướp đầy đủ rồi, bây giờ xào lên cho nó săn săn lại. Cái bếp nó hơi yếu các bạn, bếp ga này thấy nè, có lửa mà nhìn thấy yếu quá ha, tại cái nồi của mình nó nhiều thịt quá đó. Các bạn thấy chưa, đã săn lại rồi đó. Tay mình yếu mình trộn cái cục thịt bò này nó bự. Dẫn ha. Giờ mình nấu thì ít, ngày trưa mình nấu một lần 30-40 người ăn, mình nấu cái nồi bự lắm các bạn. Cũng xong rồi đó, nấu như vậy là chưa có nhiều đâu, cái bữa mình nấu còn nhiều hơn nữa. Rồi, vậy ha. Bây giờ mình sẽ đổ hết số nước này vô nha các bạn. Đó, đổ vô. Đã xăng rồi đó ha. Giờ mình đổ vô nè. Rồi mình làm cho nó mềm. Thịt nó mềm, thịt này hầm chắc khoảng trên 2 tiếng. Khi nào mình thấy mềm là ok. Đó, đổ nước sắp sắp như thế này là được ha. Rồi, mình đậy lại. Chút nữa mình sẽ nếm lại coi cái vị của nó đã vừa chưa. Nếu chưa vừa thì mình nêm thêm, nêm cho nó vừa thấm cái bắp bò này. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại
Đây. Giờ sẽ đậy nắp lại nha các bạn. Đó, mình để lửa riu riu. Không cao mà cũng không thấp. Riu 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 thôi. Bớt lại rồi đó. Đây là cái nồi xương heo này mình hầm nè, với gà, với sả và với hành tây á, để mình lấy cái nước súp cho nó ngon để mình nấu bún bò quế. Dẫn chưa? Nấu cái nồi bự luôn các bạn. Gia đình hôm nay đông lắm. À, gia đình của mình hôm nay có cô chú ở bên tác xịt qua chơi đó, cho nên thì mình không có để giò heo luộc mà mình ăn. Mình sẽ ướp giò heo, mình hầm lên cho giò heo nó mềm, nó thấm, rồi mình lấy ra mình ăn bún bò Huế rất là ngon nha. Bây giờ mình sẽ ướp nè, ướp giò heo. Chừng này giò heo chắc cũng phải là 3 kg á các bạn, hơi nhiều đó. 3 kg thì mình bỏ khoảng 3 muỗng cục nêm ha. Giò heo cũng mình làm cũng không cần mặn lắm đâu, thì khoảng 5-6 muỗng nước mắm gì đó. Rồi. Rồi. Giò heo. Rồi. Mình sẽ bỏ vô giò heo khoảng 2 muỗng canh sả nha. 2 muỗng canh sả thôi, còn ít này để mình phi lên cho nó thơm. Rồi, hành đây. Hành đây thì mình chỉ bỏ khoảng 3-4 muỗng thôi. 1 2 3 4 5 đi. Ướp lên cho nó ngon ha. Rồi tiêu. Bỏ ít tiêu thôi, nó đi nhỏ. Nó đi nhỏ à. Rồi cũng giò heo này mình cũng cho ít đường phèn vô ha. Ít thôi. Không cho đường cát, chỉ cho cục đường phèn nhỏ nhỏ thôi. Rồi bây giờ sẽ bỏ chút xíu muối vô. Cái gì phải có chút xíu muối, muối đậm đà thì khoảng nửa muỗng cà phê muối đó các bạn. Rồi. Xong chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô giò heo 1 muỗng canh mắm ruốc nha. Rất là ngon, thêm tí nữa đi. Giò heo hầm lên có mắm ruốc rất là ngon. Rồi, ớt bột. Ớt bột Hàn Quốc nè. Mình sẽ cho 1 muỗng. 2 muỗng đi. Ớt này nó không có cay mà nó ngon lắm các bạn. Không có vị cay mà cái vị thơm mùi ớt ngon lắm ha. Đây, bịch ớt này dùng để làm kim chi. Bây giờ thì mình sẽ ướp thêm một ít gia vị nấu bún bò Huế vào trong cái giò heo này nha các bạn. Đó, để mình nấu lên cho nó thơm ngon. Đó, gói gia vị như thế đó. Nổi lửa lên rồi, bỏ dầu ăn vô rồi. Bây giờ sẽ đổ hành, hành tây, hành tím, rồi hành hành lá đó. Đổ vô đây ha. Chọn kia. Và cho nó vàng lên, xong rồi mình sẽ đổ giò heo vô nha các bạn. Đó, rồi khi mà cái sả với hành nó vàng lên đó thì mình sẽ cho khoảng nửa muỗng ớt bột nha các bạn, để cho nó có cái màu rất là đẹp mà thơm nữa. Thì mình sẽ cho khoảng 1 muỗng canh ớt bột mà làm kim chi đó các bạn. Ớt này không cay, chỉ là ngon và có màu đẹp thôi ha. Rồi mình sẽ xào lên sả, hành, ớt, thơm lên thịt thơm. Xong mình đổ giò heo vô nha các bạn. Đã thơm rồi đó. Thêm các bốn. Đó các bạn, hấp dẫn chưa? Mình đã xào ớt rồi sả đầy đủ rồi, giờ mình đổ giò heo vô mình xào. Thơm quá. Hôm nay mình nấu bún bò Huế cho gia đình mình thử thích. Thử có tay nghề vẫn còn như xưa không. Hôm nay là mình nấu, mình chia sẻ cho các bạn biết là cái cách nấu bún bò Huế của mình là như vậy nha. Mình nấu như vậy, nhìn như vậy chứ không có cay đâu nha các bạn. Dùng ớt không cay để nấu, để cho mấy đứa nhỏ ăn đó. Rất là thơm ngon. Mình cẩn thận, mình nấu, mình dặn lửa vừa vừa thôi chứ thức ăn mình nấu là bị
khét á, bị khe là nó mất cái ngon của cái mùi vị của mình lên. Rồi bây giờ mình sẽ xào cho nó săn sơ sơ khoảng từ 5 phút trở lên nè. Săn xong rồi mình sẽ đổ nước vô đây nha các bạn. Rồi mình hầm cho cái giò heo của mình nó rim chút xíu nữa. Nó mềm mại mà nó thấm vô những cái gia vị mình ướp rất là ngon. Ăn bún bò Huế tuyệt vời lắm nha. Rồi bây giờ sẽ để chút xíu rồi mình sẽ đổ nước vô nha các bạn. Đó, đang sôi sùng sục nè, thấy đã chưa? Thơm lắm các bạn. Rồi giò heo sau khi mình đã xào thấm lên và săn lại rồi, bây giờ mình sẽ đổ nước vô đây nha. Đó, mình đổ ngập giò heo để mình hầm cho nó mềm giò nha các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ đổ thêm chút xíu nước nữa nha. Đó, rồi nấu mình cứ cạo cạo ở dưới cái nồi này để cho nó khỏi bị cháy đó các bạn. Giò heo này nó ra cái chất nhớt nhớt, xong nó dễ bị cháy xít ở dưới đít nồi lắm nha các bạn. Nhớ nha, thôi mất công nấu mà nó khét khi ăn không có ngon đó. À, ok vậy đi, hầm nó cạn nước là nó mềm giò là ăn ok ha. Đó, nhìn hấp dẫn chưa, hồi giò heo quá ngon ha. Nấu đã gần xong rồi các bạn, nấu chừng 2 tiếng rưỡi, gần 3 tiếng mới xong mấy cái nồi này ha. Nồi cái bắp bò này là mình đã hầm hơn 2 tiếng rồi nè. Giò heo này chắc nó hơn 1 tiếng là ok. Bạn ơi, sau khi mình hầm giò heo đã mềm rồi ha. Bây giờ cái giò heo này lúc mình gần ăn là mình đổ chung vô cái nồi súp này luôn. Đó, thì đã mềm thấm rồi ha. Rồi bây giờ cái bắp bò chắc cũng được rồi. Rồi bây giờ chắc là bắp bò đã được rồi đó các bạn. Mình sẽ vớt ra rồi mình cắt nha. Hấp dẫn không? Wow, ngon ha, nóng hổi luôn, cục bắp bò này, mình thấy đã không? Đã xong ha. Rồi giờ mình để nguội xuống rồi bắt đầu mình sẽ sắc ra từng lát rồi mình sắc lên cái tô bún bò Huế mình ăn thôi. Rồi bây giờ mình cắt thử miếng xem ăn thử nó mềm chưa. Đã vớt bắp bò ra rồi ha. Đó, mình lấy kéo mình cắt thử mình ăn đã mềm rồi. Mình luộc như vậy chắc gần 2 tiếng đó các bạn, khoảng 1 tiếng rưỡi hơn đó. Thì các bạn luộc thì các bạn canh nha. Rồi cái nước hồi nãy mà mình rim thịt bắp bò, bây giờ mình sẽ đổ hết vô trong cái nồi súp này để mình nêm nếm lại cái mà đem ra ăn thôi ha. Đó, cái nước màu hồi nãy mình hầm cái bò bắp đó các bạn, giờ đổ chung vô cái nồi súp luôn để mình nêm nếm tất cả rồi đem ra ăn luôn. Cái nồi giò heo này nữa mình sẽ đổ hết vô luôn. Đổ luôn ạ. Kéo ra. Nó mềm chưa? Mềm rồi. Nhưng mà đổ xong tôi phải vớt giò heo ra chứ thôi, để nó đổ nước ra thôi. Bà đổ nước được không? Để tôi gàn lại. Bây giờ mình luộc tiết heo nè các bạn. Bỏ một nồi nước sôi ha. Rồi bỏ một chút xíu gừng. Rồi nửa củ hành tây. Rồi khoảng 4 củ hành ha. Rồi mình nêm ở trong này bột nêm. Bây giờ mình sẽ nêm cái nước này cho nó ngon luôn ha. Sau đó mình luộc cái tiết heo á, nó thấm luôn, nó rất là ngon. Rồi bỏ 3 muỗng bột nêm rồi chút xíu nước mắm. Đó các bạn, bây giờ mình sẽ bỏ vào ở trong cái nồi luộc tiết heo này khoảng 2 cục đường phèn nho nhỏ nha. Đó, để mình luộc cho nó ngon hấp dẫn nha. Rồi bây giờ nó sôi lên lại một lần nữa là mình sẽ bỏ tiết heo vô. Đây, tiết heo đây, không biết có đủ không? Có đủ rum, có đủ chỗ. Rồi mình sẽ đổ vô một cái. Heo đã chín rồi các bạn. Thím mình cắt ra nè. Đó, thím đẹp gái của mình cắt tiếp theo. Lên YouTube luôn nè. Cái này là giúp thôi. À, không có người giúp là coi như là tới 12 giờ khuya mới ăn đó các bạn ơi. Đó. Ngon chưa? Vâng, đúng không? Ừ, ngon cái thím. Vì vâng. Đúng không con? Đó, nãy mình luộc mình bỏ gừng rồi các bạn. Bột nêm.
Bây giờ cái nồi bún bò Huế của mình đã sắp hoàn thành rồi các bạn. Mình nếm nó hơi thiếu chút xíu ngọt thì mình cho thêm một ít đường phèn vô nha các bạn. Chút xíu thôi để cho nó dằn cái độ ngọt xuống. Rồi bây giờ sẽ vớt những cái gà nè, hành tây, mấy cái mềm mềm đó mình vớt thôi nha. À, cái gà này thì mình hầm lấy nước thôi, mình không có ăn. Mình vớt ra mình để đây. Ở bên này gà này hầm xong không ai ăn hết các bạn. Thì mình để làm phân cho cây ha. Đó, các bạn thấy nó ra nước thế rồi, nó mềm thiệt là mềm rồi. Mềm nhũn luôn ha. Giống như xí quất vậy đó các bạn. Wow, đó xả là gì mình vớt hết đây. Nhắm mồi nghe các bạn. Con với mấy người mấy gia đình năm trước thì này lên tiếp chi làm hả? Em làm em nấu bưng vô đây mà không ai ăn để hồi thì nè, một thím của mình ngồi lặt rau ha. Đây rổ rau hấp dẫn chưa các bạn, đó rổ rau như vậy nè, rồi chút xíu nữa mình sẽ trộn rau thơm vô nha. Ngon chưa? Rau này là rau xà lách má mình trồng đó, còn cái bắp cải này mình mua, còn giá mình cũng mua luôn, rồi cái bún này giá má mình cũng có làm hàng ngày nhưng mà lên chưa kịp cho nên ra chợ mua đó. Má nhắc má mình rất là dễ thương, làm đủ thứ hết, dễ thương từ xưa đến giờ luôn, không phải mới bây giờ biết, bây giờ là hơi muộn đó các bạn. Đó, thím dễ thương kìa, cắt miếng thịt là muốn ăn liền, nhìn thím mà bán đồ ăn chắc đắt lắm ạ. Đó, xin gái cho các bạn, thì chả chiên nè, rồi ở đây nữa. Ở đây là, bắp bò nè, cái này nó nguyên miếng nè, sắc đẹp dễ sợ chưa. Đó, ở đây nè, thím giới thiệu đây là huyết heo hồi nãy mình có nấu đó, thím sắc đó. Rất là ngon ha. Ok. Ok, để má lấy cơm cho con ăn, con đói bụng cũng quạo đó. Tất cả hôm nay là món bún bò Huế mình đã bày hết trên bàn rồi ha. Bây giờ sẽ nồi nước xong là chỉ trang bún ăn thôi. Xong rồi các bạn, giờ múc nha. Nó giỡn chưa? Đang sôi sục sục quá. Đó, hấp dẫn. Bỏ tí hành vô nữa là ok. Rồi, dựng bưng dùm con nè, chừng nóng nha. Mấy đứa này vào lên xô mà người đổ cho mình. Rồi, hết được một phần thôi các bạn. Bây giờ, nè, đã, mình đã sắp xếp là hết rồi ha. Mấy tô nè. Chuyển cho ăn luôn cho con mất rồi. Cái kia thiếu hành kìa. Gia đình của mình chuẩn bị ngồi ăn. À, em ngồi ở đây ké miếng ha. Làm bún bò Huế xong rồi các bạn. Bây giờ mình hấp hết rồi. Xe hai đi. Chú cha, cả năm rồi thấy này. Cả năm mà có nhiệt hùng nữa. Cả năm bây giờ mới thấy á. Hôm nay có lên phim rồi cái món very good, ngon. Cái mọi lần là nấu vô cho đâu có đâu. Nấu ăn cũng hên xui, khi nào có hứng cái mình nấu ngon. Khi nào gặp cái mặt ông Di đi ngang qua là món ăn dở chắc rồi đó. Đó, mày ra mày đi bò báo tới chưa? Mày đứng sẽ biến mày sao thì em vô mày nói xin mày ăn mày nha. Làm sao mà có phải kêu ông già không ơi. Mẹ con đã cho nó mà nó mà nè. Mama nấu nè, anh nhớ tới giờ. Nấu nhớ tới giờ. Bên đó nấu tôm mấy chén bánh và mình làm luôn.
từ A tới Z luôn á. Đó, ai cũng thèm bún ngon nè các bạn. Phỏng vấn nha, đứa em trai mình ở Việt Nam mới qua đó ha. Vừa ăn. Có cần chăm mỗi đứa bừng tô ra ngoài ngồi vậy á. Hay quá. Cái bên nhỏ quá. Ăn xong hết chưa? Ăn đi. Thử miếng nha. Không có hết rồi. Được làm cho mình một tô. Ăn rồi, ăn cái ké đó, thêm cho ăn tiếp theo đó. Ok, tí nữa, tí nữa. Ok. For like 93, how to say it? And then charge you $77 later. Yeah, I'll ask him who wants to do it. Ăn được rồi, dùng không tùy nó không có tập dành cho các bạn. Ớt đây, cho miếng ớt vô nha. Thôi ít thôi, ăn nhiều nóng. Đâu cho cho toàn à? Từ nãy giờ nóng nè. Trời ơi, đũa của mình sao chỉ được chiếc cái vậy nè. Đổ cái đũa ông xã đi. Chị má nó bình quá trời. Nói đâu sao phổ phàng quá. Cá con mình như thế nào. Anh quay cho em ăn tí đi. Về Việt Nam á, thương nghiệp đó phải ra bán đồ kênh ăn cái tô cũng còn bế. Hai vợ chồng đưa ra với chợ mấy người kia ra. Nhưng mà được cái thời gian này là bị ha chỗ. Ở đây có bắp cua ngon này, ơi, quá nên ăn. Củ quá, nó cũng chắc ngậm. Bắp chứa bên bên đó hả thầy nha, bên mình là ngon nha. Bên đây nó để mấy ngày không biết bao nhiêu bên mà nó có ngày chứ mình lúc nào cũng tươi, nhưng mà nhìn cái bắp chứa tươi hay là bắp chứa cũng biết. Bình đẩy cái cầu ấy đưa qua nhiều cầu túi còn đội qua nó đó túi bây giờ túi chứa rẻ túi Mỹ gì kiểu quả nè cũng gọi quay rồi quay rồi quay đi nha quay sẽ chụp được nhiều tấm hình quay con lấy hình ra cười cười hồi cho mỏi răng trời thấy cân quá mấy mười mấy năm mấy năm. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.